Viện nghiên cứu khoa học đã chứng minh sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không phải người mẹ nào cũng đáp ứng đủ nhu cầu dùng sữa của con. Khi sữa công thức ra đời, nó như một lẽ tự nhiên vô cùng dễ hiểu. Chính vì vậy, mẹ đã biết sữa cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 6 tháng tuổi loại nào là tốt nhất chưa? Nay, mẹ yêu con bật mí 6 loại sữa dưới đây sẽ giúp mẹ đưa ra lựa chọn chính xác nhất nhé. Số 1. Sữa Similac dành cho trẻ sinh non, nhẹ cân từ 0 đến 12 tháng tuổi. Similac là một thương hiệu con của Abbott, tập đoàn kinh doanh sữa uy tín hàng đầu của Mỹ. Abbott tung ra một loạt các dòng sữa cho trẻ từ 0 đến 6 tháng, 6 đến 12 tháng. Sữa tăng trưởng cho trẻ trên 3 tuổi, cho mẹ mang thai. Trong đó, Abbott Similac NewSure IQ số 1 dành cho trẻ sinh non, nhẹ cân từ 0 đến 12 tháng tuổi với thiết kế khoa học được đánh giá là một trong những dòng sản phẩm phù hợp để bổ sung những dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển trí não, tăng cường đề kháng, giúp trẻ phát triển toàn diện hơn. Sữa nan tại thị trường Việt Nam. Sữa nan của Nestle luôn nằm trong danh sách những hãng sữa bột được chị em phụ nữ vô cùng ưa chuộng. Hiện nay, sữa nan đi kèm với nhiều sản phẩm khác phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong số đó, Nan Option 1 là dòng nổi bật nhất, ưu điểm mát, kích thích tiêu hóa, không gây táo bón. Sữa bột Meiji, dòng sản phẩm của Nhật Bản. Nhắc đến thương hiệu Meiji là loại sữa có từ lâu đời, không những trên thị trường Nhật Bản mà còn được ưa chuộng trên cả thế giới. Các dòng sữa không chỉ đa dạng về mẫu mã mà còn phong phú về chủng loại, giúp các mẹ bỉm lựa chọn phù hợp cho giai đoạn phát triển của con từ 0 đến 1 tuổi hay từ 1 đến 3 tuổi. Dòng sữa này có ưu điểm thơm nhạt như vị sữa mẹ và chủ yếu tập trung vào việc phát triển toàn diện, giúp bé thông minh, cứng cáp hơn. Sữa Wakodo của Nhật Bản, ưu điểm mát, vị nhạt, dễ uống như sữa mẹ, giúp trẻ phát triển toàn diện. Tuy nhiên, nhược điểm của dòng sữa này không giúp bé tăng cân nhanh. Sữa Aptamin HR, đây là dòng sản phẩm nhập khẩu từ Anh. Hiện nay, dòng sữa này rất được các mẹ Việt Nam vô cùng ưa chuộng. Ưu điểm mát, có nhiều dưỡng chất, tập trung, phát triển trí não. Không gây táo bón, điều quan trọng nhất là có men vi sinh giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Dòng sữa bột Morinaga của Nhật Bản, xứ sở hoa anh đào, không chỉ nổi tiếng riêng cho dòng sữa bà bầu, mà còn có dòng sữa dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Ưu điểm trong thành phần sữa có nhiều chất xơ nên phù hợp với những bé thường xuyên bị táo bón. Ngoài ra trong sữa còn chứa nhiều dưỡng chất mô phỏng sữa mẹ giúp trẻ phát triển toàn diện. Với những thông tin trên, chắc chắn các cha mẹ đã có đáp án sữa nào tốt nhất cho trẻ sơ sinh, đồng thời đưa ra loại sữa nào phù hợp cho bé nhà mình rồi đúng không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ghé 115 Nguyễn Từ Tân, thành phố Quảng Ngãi các mẹ nhé!